Vâng, xin chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Âu Đô Hải Dương. Hôm nay trung tâm xin phép được giới thiệu với tất cả các bác và anh em một trong những con radio cassette khá vô cùng huyền thoại, đó đến từ tập đoàn Sharp, đó là con đài Sharp QTZ10 các bác nhé. Con này là một trong những con rất nổi tiếng trong vấn đề là khi các bác xách đi để sử dụng du lịch. Và đây trước mắt các bác là con đài Sharp QTZ10. Con này có cái tố chất rất là đặc biệt. Con này thứ nhất là trông gọn này nhưng nó là hai cửa băng các bác nhé, hai cửa băng, và đây là hai cửa băng lồng các bác nhé. Đây đó, các bác thấy không, hai cửa băng, hai cửa, hai cửa băng riêng biệt. Và con này rất gọn các bác nhé, sử dụng một cặp loa toàn giải, một cặp loa toàn giải chuyên cho tiếng rất là hay, không có sử dụng loa chép, tiếng rất là hay luôn các bác nhé. Đặc biệt là sử dụng hai băng sóng AM và FM, và FM của nó full 108 luôn các bác nhé, full 108 luôn đó, băng sóng full 108. Con này có thêm một cái chức năng nữa là có equalizer các bác nhé, equalizer. Đấy. Con này có 4 equalizer cho 4 băng tần. Ngoài ra các cái chế độ chỉnh về âm thanh, chỉnh về chế độ ghi các thứ nó có hết các bác nhé. Đấy. Và đường line in nó ngay bên trên này luôn. Con này cũng rất là tiện lợi trong vấn đề là khi các bác đi xách đi ra ngoại thì rất là gọn gàng. Bởi vì con này nó có một cái quai đây, các bác nhìn tinh này. Đây. Đấy, khi các bác để đứng lên thì xách nó nhìn cái quai như này. Đấy, rất gọn gàng luôn. Và con này nó sử dụng pin đây các bác này. Đấy, hoàn toàn hút pin của nó đây. Sử dụng tất cả là 8 quả pin các bác nhé. 10 quả pin. Con này sử dụng 10 quả pin các bác nhé, 10 quả pin trục. Rất là tiện dụng luôn. Các bác có thể xách đi du lịch rất là tiện. Và đây tôi sẽ quay cho các bác cận cảnh cái model của máy cũng như là cái số series của nó đây các bác này. Sharp QTZ10. Và đây là số series của nó các bác nhé. Đấy, đây là số series của máy đây. Và em này trong tình trạng là đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Tất cả không có bị vỡ vạc hay mất mát một cái chi tiết gì. Và con này tiếng rất hay. Và điều đặc biệt là con này quá nặng. Tức là nó rất nặng luôn các bác nhé. Nếu xách con này cảm rất là nặng luôn. Đầm tay kinh khủng khiếp luôn. Rất nặng luôn. Đây, tôi sẽ tiến hành test các cái chức năng cơ bản cho các bác luôn. Con này rất nặng các bác nhé, nặng lắm. Tôi sẽ test cho các bác các cái phần về phần radio. Đây, radio của nó các bác chỉ việc gạt vào đây. Đây, chức năng của nó radio là các bác gạt lên giữa này. Đây, gạt nhẹ này, phần này xong radio này. Đó, và đây là to nhỏ các bác này. Đây, các phần gạt của nó các bác nhé. Đây, tất cả phần gạt ở đây. Khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội. Giấy Hải Tiến, viết là đẹp. Tiếng rất hay luôn các bác nhé. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đã khuya rồi, vẫn ngồi đếm sao, không ngủ được thao thức cả đêm. Thôi muộn rồi, ông không ngủ đi còn đếm. Con này kêu tiếng cực kỳ to các bác nhé, rất to luôn. Chết, ngủ không sâu giấc, sáng ra mệt mỏi đau đầu, chóng mặt lại hay quên khổ. Này tôi ưng lắm. Từ khi anh mà không được phải lục phép nữa. Là quyết tâm bảo vệ thủ đô không bị diễn biến xấu, đồng thời yêu cầu thành phố phải thực hiện chỉ thị 15-16 nghiêm túc, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chốt tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 vào các ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 8. Đồng thời, Bộ cũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tháo gỡ khó khăn với từng việc làm đồng mà sao vui dữ vậy? Người ta thì đang lo lắng hết sức, nào là đạo ôn, nào là đốm dằn, rồi mai mốt hạt lép, ổng lo gì mà sao vô tư quá. Tôi có chiều tôi rồi, chiều đi hội thảo đi, tôi chia sẻ cho nghe. Hội thảo ở đâu vậy anh Tám? Thì áp mình nè, công ty Ba Ve tổ chức buổi hội thảo về kỹ thuật cây lúa nè. Năm nay được mùa được giá, hộ gia đình tiêu biểu nhất là anh Tám đây, xin mời anh chia sẻ với bà con. Cảm ơn anh Năm khuyên đồng. Sản phẩm này không chỉ yêu nhạc ở ngoài nước đã dành tình cảm Hoàng Dương hoặc các điểm giao dịch. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 112,9 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 190 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km/h, giật cấp 11.
Ban kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão. Ok, tôi sẽ tập 2 em các bác nhé. Đây, băng 2 em của nó các bác này. VOV2 mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội. Cập nhật kiến thức, chia sẻ. Ok, đây là băng A em các bác nha. Tôi sẽ test cho các bác phần cassette của em nó đây. Xem để các bác trải nghiệm cái phần cassette của con này. Con này là một trong những con rất là chất luôn các bác. Xét nó đây các bạn này. Cùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là đây các bác này, cái phần cassette của nó các bác chỉ là thứ nhất đầu tiên các bác để ý tinh này. Gạt xuống dưới đây là về cassette này. Và quan trọng là các bác mở cửa nào, ví dụ các bác mở cửa 2 thì các bác gạt được số 2, mở cửa 1 thì mặc gạt số 1 các bác nhé. Còn các bác gạt về đây là nó sẽ ghi được từ cửa 1 sang cửa 2 các bác nhé. Đấy, các bác để ý tinh. Đây, tôi thử các bác thấy ngay. Đây nha các bác để ý tinh. Đây nha, tôi sẽ thử các bác thấy ngay này. Anh mong giấc ngủ. Lời buồn nào trao hết đi. Tình yêu đôi ta là thế. Quen muộn màng chiều trong hồi vàng. Chưa cả lời. Tôi sẽ mở cửa 2 các bác để ý tinh nhá. Cửa 2 gạt đây các bác này. Thì cái băng số 1 nó không chạy luôn này. Các bác rất là tiện luôn, mình có thể đi du lịch rất là tiện luôn. Nó sử dụng được hai cửa băng khác nhau, các bác không đổi băng rất là nhanh. Đấy. Cửa 1, 2 nhưng quan trọng là nó làm rất là gọn các bác nhé. Và con này từ rất là ngon, từ rất là mới luôn. Đấy, tiếng rất là hay. Đấy. Các bác có thể cho cửa nào vào trước, cửa nào vào sau tùy ý đều được hết các bác nhé. Đấy. Rất là tiện luôn. Đấy. Rất là tiện. Đây, ví dụ chẳng hạn như là tôi... Còn buồn nào hơn phút chia tay, tìm nụ hôn trao nhau lần cuối, em vui vui. Đó, đây nó đang chạy cái cửa số 2 các bác nhé, thì cửa 1 nó sẽ đứng yên. Còn gạt đây các bác sẽ chạy cửa số 1. Con này nó hay bởi vì con này nó sử dụng đồ từ metan các bác nhé, đồ từ metan, cho nên cái tiếng của con này rất là hay. Đấy, tiếng nó rất là hay luôn. Tôi sẽ thử cái chức năng này. Tiếng nó rất là hay. Đây là các cái băng chúng ta bên đây là toàn những cái băng xịn của chúng ta các bác nhé, băng chuyển từ Nhật về, in thử một số các băng chất lượng để cho các bác nghe thử. Đây là toàn những băng cái băng chất lượng. Đây các cái chức năng quy lại nó vẫn tốt các bác nhé. Đây là tụ của 1 đây. Đấy, bình thường hết. Đây nó các bác nhìn tinh có 2 ngõng này. Đây là tụ cửa số trong này. Đấy, các bác nhìn chưa, tụ cửa phía trong này. Nếu các bác để một cuốn băng thì có thể may ra nhìn được. Đây tôi thử các bác có nhìn không chứ? Chắc này vẫn nhìn được. Đây. Đó, một cuốn băng vẫn nhìn được không? Bình thường có thôi. Vẫn chạy tua bình thường. Đấy, thế như đây đang chạy ở cái cửa ngoài là không có băng nữa các bác này.
nó không kêu, nó quay nó không kêu. Đấy, tôi sẽ thử cái này. Đây. Giọt lệ này anh cho em hơn tất cả. Đây là những cái băng của Nhật các bác nhé. Đây là những cái băng này, băng của Nhật mới tinh. Tức là ở đây là có rất nhiều cái băng của nguyên siêu mới tinh các bác nhé. Đấy. Băng Soli này 150 phút này, thế rồi 90 phút, rồi các cái băng của Nhật ở trong đây trung tâm rất là nhiều. Bác nào mà thích chất lượng như một số các cái băng băng đẹp, băng chất lượng thì các bác có thể đặt. Đây băng này là 120 phút này các bác này. Đấy, trung tâm có rất nhiều các băng của Nhật luôn, về rất nhiều. Ngoài ra băng của Nhật thì các bác có thể lấy những cái băng phổ thông. Trung tâm rất nhiều các băng phổ thông. Đây là những băng của Nhật các bác nhé. Băng Nhật đây là băng mới tinh các bác nhé, băng mới tinh của băng một nước rồi, băng mới tinh của nó đấy. Ok, tôi đã thử các cái chức năng của cái con này, của nó chạy rất là ok các bác nhé, chạy rất là tốt, bởi vì con này của nó là bản chất nó là dòng đài khá là nổi tiếng, nó là dòng khá là nổi tiếng nên là cái chất của nó rất là ok các bác nhé, cái chất của nó tôi rất hài lòng cái chất của nó. Đây này là cái chức năng, đây nó còn chức năng gạt nữa này các bác này, thì cái này nó là về ghi 1-2 này, đây là cửa 2 này, đây là cửa 1 này, còn cái chức năng chung sao đấy, không để ý cái chức năng đó, không có chức năng chung không mà đây đang được cửa 1 đây, nếu để đấy thì nó không kêu các bác nhá, để đấy nó không kêu, để này nó không kêu. Đấy, chức năng đó chắc là nó để phục vụ cho vấn đề ghi các bác nhá, ghi từ 1-2. Muôn năm sau anh vẫn nhớ. À, rất là hay. Cái này nếu mà mình đang ấy mình. Rất là tiện. Lời buồn nào. Cái này cũng khá là hiện đại quá, trông gọn này cũng rất nhiều tính năng, cũng khá là gọn nhưng rất nhiều tính năng. Ok, chức năng tìm bài các bạn, nó lại ở cái cửa số phía trong. Đó, chức năng tìm bài vẫn tốt các bác nhé, tức là cái con này nó chạy hoàn hảo luôn và cơ này cực tốt luôn các bác nhé. Cơ này tôi rất hài lòng với chất cơ của nó, cơ nó rất là chắc chắn. Ok, đấy là tôi đã test cho các bác cái phần cassette khá là kỹ, cả cửa 1, cửa 2. Bởi vì con này là cửa băng lồng cho nên là nó làm hết sức là thông minh, hết sức là thông minh của các bác nhé. Tôi sẽ test cho các bác thêm một cái chức năng nữa, đó là cái phần line in của nó. Line in của nó ngay phía trên này các bác này. Đây, ngay trên này luôn. Thì các bác chỉ phải gạt lên. Đó, nó đã kêu rồi. Đó, đây này. Gạt lên sao là kêu ngay. Từ cái line in của nó thế này. Nó rất là tiện. Rắc này nó không được chuẩn các bác nhé. Thử các bác là thử chức năng thôi. Răng. Cái này chỉ là thử chức năng các bác thôi. Ok, con này là một trong những con hết sức là chất lượng và hết sức là đẹp và nó rất gọn luôn, bởi vì nó là dòng khá cao cấp của Sharp và cái con này của nó là dòng chuyên việc để cho các bác đi dã ngoại. Mang ra ngoài rất là tiện, rất là gọn, bởi vì là nó tích hợp tất cả mọi tính năng trong một luôn và nó gọn hết cỡ luôn. Đây các bác để ý kênh như này, các bác chỉ việc nhấc này ra, các bác chỉ việc xách này là xong thôi. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, xách hết sức là tiện luôn.
và rất gọn luôn. Đấy. Thì con này là một trong những con rất nhiều các bác thích. Thì trung tâm xin phép được review cái con này để các bác để ý tinh, thì bác nào mà quan tâm đến sản phẩm nhé. Thì các bác liên hệ trực tiếp đến số điện thoại dưới bài đăng. Đây là một trong những dòng rất nhiều các bác săn tìm, bởi vì là cái tính chất độc đáo của nó. Và điều đặc biệt là quan trọng là con này tiếng nó rất là hay. Các bác chơi các cái dòng QT thì có biết sáp về dòng QT của nó phần lớn là loa toàn giải. Và con này sử dụng loa toàn giải và công suất rất là lớn các bác nhá. Công suất con này rất là lớn. Cho nên là cái tiếng nó rất là hay. Thì đấy là cái điều rất là khá đặc biệt. Con này trông nhỏ xíu này rất là nặng. Rất là nặng luôn các bác nhá. Con này công suất của nó đây, các bác nhìn tinh công suất của nó đây. 16W các bác nhá, không phải nhỏ đâu, rất là lớn, 16W luôn. Con này có cái size của nó là 45 phân các bác nhá. Chiều ngang là 45 phân. Chiều ngang con này là 45 phân và cái chiều cao của con này các bác nhá. Chiều cao của con này của nó là 13 phân các bác nhá. Chiều cao 13 phân và chiều sâu cũng tương tự như vậy. Chiều ngang thì sâu bằng nhau các bác nhá. Đấy, nhưng mà cái đặc biệt con này nó rất là chắc chắn, rất là nặng luôn. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Các bác lưu ý là trung tâm có hai kênh mới, đó là kênh Thiên Nguyễn HD Radio Cassette và kênh Nguyễn Thiên HD Audio cổ xưa. Đó là hai kênh trung tâm mới thành lập, bởi vì là cái kênh cũ thì đã bị kẻ lạ hack rồi. Thì các bác lưu ý là đăng ký trên kênh mới để các bác không bỏ lỡ các cái sản phẩm. Rất nhiều các bác bị lạc kênh nhưng rất may là gần đây rất nhiều các bác đã tìm được kênh. Các bác chỉ cần gõ trên YouTube hoặc trên Google cũng ra. Chỉ cần có Thiên Nguyễn HD hoặc là Nguyễn Thiên HD đều ra hết các bác nhé. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bác ạ.